hãy gọi Chipo là ca sĩ. Tôi không thể tin nổi có những cái cô hot girl đã không biết hát rồi lại còn cố mà đi làm ca sĩ. Chưa đủ giàu à? Chưa đủ nổi à? Phải biết hài lòng, hài lòng, hài lòng. Thực sự, đất nước này ai cầm mic lên rồi cũng có thể thành ca sĩ. Đó thực sự là một sự sỉ nhục với nghệ sĩ chân chính như chúng tôi. Bởi vì là ấy, cầm mic lên bây giờ ấy, còn có thể là mấy anh công an gọi chốt ở ngoài kia, hoặc là mấy anh đi đòi nợ thuê ở bên này này. Có nợ đó. Tụi mày nó nợ tiền người ta, mày nó bên mặt tay như vậy đó. Đấy, kiểu mới. Không phải ai hát hay cũng có thể làm ca sĩ, mà không phải ai đi đẹp cũng có thể làm người mẫu. Chưa đủ đâu à. Không phải ai hát hay à cũng có thể làm người mẫu. Và chỉ tập trung vào những cái xấu của tôi. Nhưng liệu có ai hiểu được hành trình của tôi khi trở thành một ca sĩ, tôi đã phải trải qua những khổ đau như thế nào không? Ca hát thì chính là niềm đam mê từ bé của Po rồi. Và Po hoàn toàn tự tin rằng mình có thể trở thành một idol mới của giới trẻ. Po biết là sẽ còn rất nhiều người sẽ phản đối Po, nhưng một khi mà Po đã cố gắng rồi thì Po nghĩ là mình sẽ có thể làm được. Po sẽ cố gắng mỗi ngày để có thể luyện thanh nhạc này, vũ đạo này, và cả tập gym nữa, để hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày. Và Po tin là đến một ngày nào đó khán giả sẽ nhìn nhận được điều đó và chấp nhận và yêu quý Po thôi. Về luyện thanh thì Po đã mời về cho mình một thầy giáo phải nói là giỏi nhất và nghệ nhất để có thể giúp cho cái giọng hát của Po cải thiện thêm một chút xíu nữa thôi. Chào em, tôi xin tự giới thiệu, tôi hôm nay sẽ là nhạc sĩ dạy thanh nhạc cho em. Tôi thì là cháu ba đời của cụ Trịnh Công Sơn, nhưng mà tôi là đẻ Hàn Quốc nên là tôi lấy tên là Trịnh Kiêu Song em ạ. Mà thôi, không giới thiệu thế đủ rồi nhá. Bây giờ vào việc luôn, được chưa? Rồi. Trong không gian thật tiên lãng, hút thuốc lào Nghệ An, hãy ném em cái điếu cày. Hát hò kiểu gì đấy? Cảm xúc kiểu gì đấy hả? Tôi cho cô hát một bài về quốc hồn quốc túy là thuốc lào mà sao mà cô hát như là uống về thuốc sổ đấy hả? Po tự nhận thấy là giọng hát của mình thì chưa được cảm xúc lắm. Bởi vì thực ra giọng của Po thì cũng là giọng mới mà. Nhưng mà Po tin rằng là cái tông giọng của mình thì sẽ được thầy giáo đánh giá cao đấy. Hát tông kiểu gì đấy? À, tông giọng kiểu gì đấy? Đánh cho tông đẹp như thế mà sao mà cái giọng mà tông nghe như tông Lào ấy là như nào? Là một nhạc sĩ và nghệ sĩ nổi tiếng và kinh nghiệm ở trong nghề, tôi nhận thấy Chi Po thực sự là một người có tài. Có tài mà. Ừ, thôi thì về giọng hát thì mình có thể chỉnh autotune sau cũng được mà. Nhưng mà Po nghĩ là một ca sĩ thời hiện đại bây giờ ấy thì phải biết nhảy, và đặc biệt là nhảy hip hop. Nên là Po nghĩ là từ giờ Po sẽ quyết định tập trung vào màn vũ đạo để có thể mang đến cho khán giả những màn trình diễn tuyệt vời nhất. Những cái điệu nhảy mà tôi sắp dạy em sau đây thì nó có thể rất là nguy hiểm và đòi hỏi kỹ thuật cao. Em có sẵn sàng để tập nhảy cùng với tôi không? Tất nhiên rồi ạ, em sẵn sàng rồi ạ. Vì khán giả của em hứa em sẽ cố gắng hết sức. Nếu mà em đã quyết định như vậy rồi thì ok, chúng ta sẽ bắt đầu tập thôi. Nào, 5, 6, 7, 8. Nói nhiều chuyện sang đây, anh thấy lòng càng rối bời. Liệu ngày đó nhiệt tình ngó đây, chung ta với nhau chị em thôi. Anh bao phó mặc ở trên trời, nhưng tâm anh tránh hẳn tại sao vội. Một người vẫn một người. Nhớ không em, lời hứa ngày xưa, mình bên nhau dưới ánh trăng đã nguyên thề rằng đôi mình có nhau không bao giờ lìa xa, dìu nhau đi qua nhân gian lắm bề giờ. Xong phần vũ đạo rồi, nhưng mà Po nghĩ là mình vẫn chưa thể dừng lại ở đấy được. Po còn phải tập gym nữa để có thể có được một sức khỏe tốt này, một thân hình đẹp này, để có thể phục vụ được các bạn khán giả của Po, và đặc biệt là sẽ trở thành một hình mẫu tốt cho các bạn fan trẻ của Po nữa.
Ê, đây, đi đâu đấy? Đang đi tập vũ đạo xong đi đâu đấy? Thì vũ đạo xong rồi bây giờ phải tập gym. Tập gym có gì mà mang cả rổ đi làm gì đấy? Thì mang rổ đi còn đựng thịt, mua thịt không? Đi tập gym liên quan gì đi thịt? Thì không phải mua thịt về để gym thịt à? Tập gym thịt đi. Sau 3 năm luyện tập gian khổ, nào là tập thanh nhạc này, tập vũ đạo này và cả gym thịt nữa, với muôn vàn những khó khăn nhưng với niềm đam mê ca hát và da mặt thì dày hơn cả lớp Michelin với giá 1,1 triệu ngoài cửa hàng, thì Po đã sẵn sàng để bước lên một sân khấu lớn. Mỗi người đều có những câu chuyện của riêng mình và không phải câu chuyện nào cũng được thấu hiểu một cách trọn vẹn. Vậy thì mỗi người trong chúng ta hãy học cách đặt mình vào vị trí của người khác. Hãy yêu thương nhiều hơn. Hãy biết cảm thông nhiều hơn để thế giới này có thể trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Giống như là Nokia 8 này, các ông này, chụp bằng cả camera trước nữa, camera sau nữa, nhìn thấy tất cả mọi thứ cả trước cả sau luôn. Nokia 8 nhìn cuộc sống một cách trọn vẹn hơn. Thinking, leave that on record spinning. You feel the rhythm going.